Nhận định bóng đá Anh với Đức, đại chiến kinh điển vì vé vàng tứ kết vòng 1/8 Euro. Chiến thắng trong trận đại chiến đêm nay sẽ giúp con đường vào chung kết của Anh hoặc Đức rộng mở. Anh với Đức được xem là cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá châu Âu. Xuyên suốt 91 năm, hai đội cùng nhau tạo nên vô số trận cầu đáng nhớ và giờ đây, lá thăm may rủi lại đưa họ chạm trán nhau ngay vòng 1/8 EURO 2020. Người hâm mộ có thể bị đánh lừa về phong độ của đội tuyển Anh nếu nhìn vào chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường 8 chiến thắng. Trong đó có 3 trận vòng bảng Euro, 2 thắng, 1 hòa. Tuy nhiên lối chơi mà thầy trò Gareth Southgate thể hiện cực kỳ nhạt nhòa và hoàn toàn không xứng đáng với ngôi nhất bảng D. Tam sư chỉ ghi 2 bàn, trong đó ngôi sao Harry Kane thậm chí tịt ngòi. Nếu hàng công là nỗi lo của đội tuyển Anh, hàng thủ lại khiến đội tuyển Đức đau đầu. Trong suốt hành trình vòng bảng, thủ thành Neuer không thể giữ sạch lưới và nhận tới 5 bàn thua, hệ quả tất yếu. Hành trình vượt qua bảng tử thần của thầy trò Joachim Löw tương đối chật vật. Họ có thể thắng tưng bừng Bồ Đào Nha 4-2 nhưng lại bất lực trước Pháp thua 0-1 và hòa hú vía Hungary 2-2 ở lượt trận cuối. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người hâm mộ lo ngại hai đội khó có thể giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng. Cách đây 25 năm, cũng tại sân Wembley, Anh và Đức đã tạo nên trận cầu giàu cảm xúc tại bán kết Euro 1996. Kết quả, những cỗ xe tăng giành chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu cân não, hòa 1-1 trong 120 phút chính thức. Nhưng đáng nói hơn, người duy nhất sút hỏng luân lưu bên phía Tam sư chính là Gareth Southgate. Chiến lược gia 50 tuổi chắc chắn không muốn vết xe đổ lặp lại trên cương vị mới. Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8, Anh và Đức rơi vào nhánh đấu tương đối dễ thở. Đặc biệt sau khi Hà Lan thua sốc CSC, cơ hội tiến vào chung kết càng rộng mở hơn với một trong hai đội nếu giành chiến thắng đêm nay. Đó cũng là động lực để Anh, Đức quyết tâm thi đấu và cống hiến 90 phút hấp dẫn. Dự đoán tỷ số Anh với Đức 2-1.